Tập 23. Khi cô lại gần cây quyền linh, chắc trên lá cây có rất nhiều giọt sương phải không? Chúng đều do linh lực của Lạc Ca quá thành. Chỉ cần dính trên người cô vẫn có thể hút linh lực của cô, còn không bị cô phát giác. Vậy nên y đang thăm dò ta ư? Không phải thăm dò, hắn lấy chứng cứ này từ trên người cô. Vậy thì hắn đã chắc chắn kẻ tình nghi chính là cô rồi. Từ đầu tới cuối, nam nhân này đều đang đề phòng cô. Sao thượng tiên lại đến nữa? Lần này y đến tìm yêu quân là có chuyện gì đây? Bắt A Phù tướng quân còn chưa đủ sao? Tiên cư ức hiếp người quá đáng. Lần này thượng tiên đến, lẽ nào là để trả đệ đệ về với bổn quân? Ngươi còn chưa thống nhất yêu cảnh, sao lại nói chuyện trả lại? Sắp rồi, ngài cứ chờ mà xem. Được, nhưng hôm nay bổn quân đến là vì một chuyện khác. Ta có một vật cần ngươi phân biệt. Linh lực mà giọt sương này hấp thu có một luồng yêu nguyên của Ngạo Ngận. Chỉ có yêu nguyên của ả mới có thể ngưng tụ thành lưu châu. Trước đây tản yêu làm loạn, có người được xưng là Tân Quân đã hút chân nguyên người khác, hẳn chính là kẻ này. Từ khí tức của yêu nguyên có thể thấy, hẳn là cắn nuốt sau khi Ngạo Ngận chết. Xin hỏi thượng tiên, đây là linh lực của kẻ nào? Trong lòng bổn quân đã có đáp án. Lần này coi như ta nợ yêu quân một ân huệ. Vậy thì trả ngay bây giờ đi. Nếu là A Phù quân thì bổn quân chỉ có một đáp án: không được. Bây giờ không được, rồi sẽ có một ngày được. Nay ta muốn đợi thượng tiên một người khác. Nghe nói người ấy nhiều lần bị quan ở tiên cư. Nếu thượng tiên thực sự tốt với cô ấy thì xin hãy trả lại cô ấy. Liễu sao là liễu sao, chưa bao giờ thuộc về bất cứ ai, sao có thể nói là trả lại? Chờ ngài rửa sạch hiềm nghi, cô ấy ắt sẽ không bị tiên cư kiểm soát nữa. Sư muội, lâu rồi không gặp. Nơi này không phải phủ Võ Dương Hầu, đừng nói những chuyện quá khứ kia. Phiền cô lần sau tới thì đưa thiệp cho gọi theo quy định, chứ có tự tiện xông vào. Khi ta tu hành thì đao kiếm này không có mắt đâu. Qua dị ương trong phòng thượng tiên là cô tặng phải không? Phải thì làm sao? Ta thấy rất thích, còn muốn xin liễu sao sư muội dạy ta làm thế nào để biến ra được. Được, ta sẽ cho cô biết.
Quả nhiên kẻ giả mạo ta ám sát dặn vô tiên ông là cô. Là ta đấy. Thì đã sao? Ta lại rất muốn biết. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng có thể đánh bại được ta bây giờ? Bạch Phượng, ta đã nghi ngờ cô từ lâu rồi. Cô tưởng ta không chuẩn bị gì thật sao? Mở tầm mắt ra mà nhìn xem, đây có phải là Hoa Dị Ương không? Sao ngươi lại biết? Thuộc pháp của sư phụ ta, những gì Lục Ly dạy ta, ta nhớ rõ hơn ai hết. Với khả năng của cô thì hoàn toàn không phải đối thủ của Dạng Vô Tiên Ông. Thế nên cô có kẻ trợ giúp. Nói, kẻ giúp cô là ai? Sao còn không ra tay? Tiên cư chỉ có một liễu sao? Có ý gì? Ta muốn cô hoàn toàn thay thế liễu sao? Sao bây giờ ngươi mới ra tay? Sốt ruột gì chứ? Phải phong ấn năm giác quan của cô ta trước. Nếu không, chuông vọng trong tay cô ta sẽ truyền tin cho Lạc Ca. Cô còn chưa biết nhỉ? Lạc Ca đã đưa một nửa pháp khí thành tiên của hắn cho liễu sao? Đây là pháp khí của Tạ Lệnh Kỳ. Cô nói xem, đồ dùng của tiên cư luyện quá người mà Lạc Ca thương yêu nhất, có phải thú vị lắm không? Ta đã làm xong mọi chuyện rồi. Đừng quên kiếm Bảo Nguyệt đấy. Người Lạc Ca yêu chỉ có thể là ta. Cảm giác không nghe thấy, không nhìn thấy, khó chịu lắm nhỉ. Lạc Ca sẽ không tha cho cô đâu. Thế nào, giống ngươi không? Liễu sao? Ta đã cướp yêu nguyên của Bạch Phượng. Đây là vật của Ngạo Ngẩn. Cuối cùng ta đã rửa sạch hiềm nghi rồi. Liễu sao?
Lạc ca, ta hơi khát, ta muốn uống nước. Được. Nào, cẩn thận nóng. Lạnh quá. Vậy ta phải làm thế nào mới giấu được Lạc ca? Nếu Lạc ca còn tỉnh táo thì đương nhiên là không được. Nhưng cô cũng nói rồi mà, chỉ cần có được Lạc ca thì thế nào cũng được, cho dù hắn chỉ là một cái xác không hồn. Ý ngươi là ta phải nghĩ cách khiến Lạc ca hôn mê bất tỉnh, không phân biệt được liễu sao trước mặt là thật hay giả ư? Đúng vậy. Chẳng phải sư phụ cô có rất nhiều chiêu trò sao? Vậy ngươi phải đồng ý với ta một việc. Nói đi. Ta muốn khiến liễu sao sống không bằng chết. Sao nước này lại đắng như vậy? Đắng sao? Trong nước này đã bỏ gì vậy? Không đúng. Cô không phải liễu sao? Cô là Bạch Phượng. Trong nước có bảnh dụng thần nguyên trong cơ thể liễu sao? Ta biết linh lực của ngài và cô ta xung khắc, chỉ có cách này mới dễ khống chế ngài hơn. Lục Ly, hồi nhỏ ta đã muốn ôm lấy đệ như thế này, cùng đệ vượt qua những bệnh tật. Bây giờ ta vẫn là sư tỷ, đệ cũng vẫn là Lục Ly. Đợi ta giải quyết xong liễu sao, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi. Bạch Phượng, đây là đâu? Đây là đâu? Bạch Phượng, trả lời ta đi. Bạch Phượng, thả ta ra. Bạch Phượng. Bạch Phượng nói dối là tiên ông phái đi mai phục bên cạnh thượng tiên, lại bị cây huyền linh hút mất linh khí. Quả thật như lời thượng tiên nói, trong giọt xương này có yêu nguyên của ngạo ngẩn. Bạch Phượng không cãi được, bèn thế nào? Không biết Bạch Phượng đã dùng cách gì đã thương thượng tiên. Bây giờ thượng tiên đang nghỉ ngơi ở trong trùng hoa, còn Bạch Phượng chẳng biết đã đi đâu. Xin tiên ông mau chóng bắt giữ Bạch Phượng, trả lại trong sạch cho liễu sao. Ta nhất định sẽ tra rõ chuyện này. Nếu đúng như lời cô nói, nhất định sẽ trả lại trong sạch cho cô. Còn những chuyện khác, đợi ca nhi hồi phục rồi tính sao. Có điều, lão phu vẫn giữ câu nói đó. Cho dù chỉ là vì nghĩ cho Lạc ca, Tây Dẫn Sơn cũng không thể chứa chấp cô được. Dân.
Đi đi. Kim Bảo Nguyệt ở đó kìa. Đi lấy đi. Lạc Ca đang ở đâu? Thứ ngươi muốn là kiếm Bảo Nguyệt. Những chuyện khác không liên quan tới ngươi. Nhanh lên đi, đừng để người khác phát hiện. Lạc Ca quá thận trọng. Là ta đã sơ suất. Cho ta chút thời gian, ta sẽ nghĩ ra cách. Sao cô lại đến đây? Vừa nãy Tiên ông sai người tới nói muốn bí mật điều tra một tên gian tế. Thế nên ta mới đợi ngươi ở đây. Thực ra ta biết ngươi không chỉ là phá kết giới này từ lâu, mà còn có thể rời khỏi tay Dẫn Sơn bọn ta, còn đi tìm Bạch Phượng. Đúng không? Chắc ngươi quên rồi phải không? Ta rất giỏi điều chế hương, khứu giác vô cùng nhạy bén. Ta đã sớm ngửi ra trên người ngươi có một mùi hương không thuộc tay Dẫn Sơn bọn ta, còn có cả mùi của Bạch Phượng. Vì tại sao cô không đi tố cáo ta? Vì ta muốn biết tại sao ngươi lại đi tìm Bạch Phượng. Và cả chuyện gian tế rốt cuộc có liên quan tới ngươi hay không? Quả thực ta từng giúp đỡ cô ta, bởi vì ta cần cô ta giúp đỡ ta một việc. Việc gì? Cô ta có yêu nguyên của Ngạo Ngận, có thể giúp yêu quân dẹp loạn ở yêu cảnh. Chỉ cần là chuyện có thể giúp được yêu quân, ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Bất cứ giá nào. Có phải tiểu tiên tử cảm thấy người trước mặt cô bây giờ không còn là người trước kia chọc cho cô cười chơi đùa cùng cô nữa không? Ta bây giờ mới là A Phụ Quân chân chính. Năm xưa yêu quân có tư chất cực cao, hăng hái nhiệt quyết. Nhưng vì ta, quân ấy vẫn bị trách nhiệm ràng buộc, trở thành một kẻ đáng thương, đến cả đệ đệ cũng không bảo vệ được như bây giờ. Nếu như nhất định bắt ta lựa chọn giữa chính trực và ca ca, cho dù phải biến thành quái vật đáng sợ nhất, ta cũng sẽ lựa chọn ca ca. Lạc Ninh, A Phù như vậy khiến cô thất vọng lắm phải không? Ta bằng lòng lấy mạng đền tội, chỉ cần thượng tiên không giận cá chém thớt tộc Ký Thủy nữa. Ta không cần mạng của ngươi. A Phù quân, rất vui được làm quen với con người thật sự của ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm hại ngươi, càng không tố cáo ngươi đâu. Thật sao? Nhưng mong ngươi nhớ cho kỹ, đừng nói bừa rằng sẵn lòng trả bất cứ giá nào, cũng đừng làm hại bất cứ người vô tội nào. Càng không được vô tính hãm hại ca ca ta. Nếu không, ta quyết không tha cho ngươi. Lạc Ninh, ta thật sự rất biết ơn vì đã gặp được cô ở tiên cư. Cô biết những chuyện ta đã làm với ca ca và người trong tộc, mà vẫn một lòng đối diện với một mặt chân thực nhất của ta. Nếu không có cô, có lẽ ta sẽ trở thành một tên quái vật đến chính mình còn không nhận ra. Ôi trời, ngươi đừng lo lắng nữa. Chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu, ta bảo đảm ngươi sẽ tốt mà. Còn nữa, cả phòng sách của ta vẫn đang chờ ngươi giúp ta học mà. Đúng không? Lạc Ca, để có biết ta đã đợi ngày này bao lâu rồi không? Nhưng mà không sao, nhanh thôi.
là để có thể ở bên cạnh ta mãi mãi rồi. Bạch Phượng, thả ta ra. Lạc ca, Lạc ca, Bạch Phượng, cô đã làm gì Lạc ca? Không có gì. Ngươi bảo ta thả ngươi ra, giờ ngươi hài lòng chưa? Ta để Lạc ca nghỉ ngơi thật tốt, rất nhanh thôi y sẽ có thể ở bên ta mãi mãi. Lẽ nào cô muốn giả mạo ta cả đời ư? Cô không sợ bị người của Tiên Cư phát hiện ra sao? Bạch Phượng, ta khuyên cô đừng nằm mơ nữa. Đồ giả mãi mãi vẫn là đồ giả, sẽ không bao giờ thành thật đâu. Chỉ cần ngươi ở trong lò thiêu của ta 7 ngày, ngươi sẽ tan thành tro bụi. Từ nay liễu sao sẽ không còn tồn tại nữa. Bạch Phượng, rốt cuộc cô đã làm gì huynh ấy? Rốt cuộc Lạc ca làm sao vậy? Sao hả? Ngươi đau lòng à? Chuyện này còn phải cảm ơn ngươi đấy. Mảnh vỡ thần nguyên diệu linh đã quá thành một thể với thần hồn của ngươi từ lâu. Thế nên ta lấy ra một ít, đúng là rất khó, nhưng cũng may nhờ có nó Lạc ca mới nghe lời như thế. Lạc ca, ta đến uống trà với huynh đây. Ta xin phép đi trước, ngươi cứ hưởng thụ thoải mái đi. Cô ta dùng mảnh vỡ diệu linh với Lạc ca là do ta. Không được, ta phải cứu huynh ấy. Thưa công chủ, thượng tiên cần tĩnh dưỡng, tạm thời không tiếp khách. Ngay cả ta cũng không gặp à? Sao? Thưa công chủ không muốn thượng tiên tĩnh dưỡng à? Vậy thì để huynh ấy nghỉ ngơi đi. Liễu sao? Sao ta thấy hôm nay cô lại lạ thế? Chỉ là ta nghĩ đến chuyện xảy ra ở Điện Lệ Thiên nên lòng hơi nguội lạnh thôi. Chuông Giọng, người có tiên lực của Lạc ca, mau đến huynh ấy, giúp huynh ấy hồi phục. Sao ngươi lại không nghe hả? Là Lạc ca muốn ngươi bảo vệ ta ư? Ngươi đi cứu huynh ấy cũng như cứu ta vậy. Ngươi phải thay ta quay về, phải thay ta bảo vệ huynh ấy. Băng phách quyết, lòng như băng tuyết, không nhiễm bụi trần, dương hữu tương sinh, giải phóng tâm hồn. Thời khắc này đã không còn cách nào khác, cho dù ta không ra được cũng phải bảo vệ Lạc ca. Lạc ca, quên mau tỉnh lại đi. Lạc ca, Liễu sao? Sao Chuông Giọng lại quay về rồi? Vậy mà ngài lại tỉnh rồi. Liễu sao ở đâu? Thì ra ngài đã thu hồi Chuông Giọng Nguyệt của Liễu sao? Ta còn tưởng tình cảm của ngài với cô ta sâu đậm lắm chứ. Chẳng phải vẫn là đại nạn ập đến mạnh ai nấy lo sao?
Liệu sao? Ngươi nhìn thấy chưa? Khi ngươi bị hóa thành tro bụi, y vẫn sẽ thu lại pháp khí. Bây giờ ngươi cũng nên chết, không còn gì vướng bận nữa rồi. Liệu sao trong đó? Lạc ca, ta rất muốn ở bên huynh mãi mãi. Cha mẹ, con rất muốn về thăm cha mẹ. Khana, ta thực sự rất muốn tận mắt chứng kiến ngài huynh trở thành yêu dương. Tiếc là không còn cơ hội nữa. Ông nói Ân Yêu ở Lăng Bách Yêu có động tĩnh. Phải, vương thượng trắng trợn thu phục yêu tộc. Nay bầy yêu đã sớm biết Ân Yêu ngông cuồng tàn ác, sẽ không cam lòng thuần phục. Chỉ sợ kẻ đến không có ý tốt, vương thượng cần tính toán sớm. Khana, ta thật sự rất muốn tận mắt chứng kiến ngài huynh trở thành yêu dương. Liệu sao? Tiếc là không còn cơ hội nữa. Đại lão, ta có việc gấp cần đi một lát. Mọi người chú ý đề phòng Lăng Bách Yêu. Kẻ địch mạnh trước mắt mà quân thượng lại. Liệu sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Khana, sao huynh lại đến đây? Cô gặp nguy hiểm, xem mắt phượng ắt sẽ kêu gọi ta. Cô vẫn ổn chứ? Đây là đâu? Đây là một cái vạc. Viện quá người sống, mà không biết Bạch Phượng tìm được ở đâu. Ta bị Bạch Phượng bắt vào. Nơi này chỉ vào được không ra được. Xem ra phải nhanh chóng nghĩ cách phá vỡ cái vạc này để rời đi. Ta đã thử hết cách rồi, không có cách nào phá vỡ vạc này. Khana, huynh không nên đến đây. Huynh thuộc tộc Ký Thủy, yêu quả này cực kỳ bất lợi với huynh. Huynh không chịu được lâu đâu. Cũng phải thử xem sao. Chuông vọng nguyệt này vốn nên thuộc về ta và ngài. Liệu sao không xứng có nó? Ưng Yêu của Lăng Bách Yêu có pháp bảo chuyên phá kích giới. Nay yêu quân không có ở đây, mọi người nhất định phải cẩn thận. Mọi người giữ vững. Quân thượng, Ưng Yêu xâm nhập, xin hãy mau trở về, bọn ta không chống đỡ được nữa. Tộc Ký Thủy xảy ra chuyện rồi. Yêu quả đã tới đáy lò, ngài nghĩ cô ta còn có chút cơ hội nào không? Chấp nhận số mệnh đi. Bây giờ Liễu Sao đã tan thành tro bụi từ lâu rồi. Ta mới là người định mệnh của ngài. Khana, huynh mau đi đi. Ta không sao Liễu Sao. Cô biết mà, ta là yêu của cô. Ta sẽ bảo vệ cô.
che chở cho cô. Im miệng. Bây giờ ta không muốn nghe cô ăn nói dớ dẫn nữa. Ngài không hề suy yếu. Bạn đã không thể phá vỡ từ bên ngoài. Vậy nếu ta dùng linh lực của bản thân, kẻ thi triển pháp thuật thì sao? Kana, quên xem, là chuông vọng nguyệt. Xem ra Lạc Ca cũng đang tác động từ bên ngoài. Vậy thì hãy thử xem. Liễu sao? Lạc Ca, ta biết huynh nhất định sẽ tới mà. Ta biết ngay cô có vấn đề mà. Ta đuổi theo cô ta. Liễu sao? Huynh bị thương còn chưa lành, ta sẽ trông chừng cô ấy. Yên tâm đi. Ta không lấy danh nghĩa yêu quân, mà là lấy thân phận bạn của Liễu Sao. Mong ngài quỳ cấm chế của tiên cương đối với ta. Ít nhất khi cô ấy gặp nguy hiểm, còn có thể gọi ta như trước đây. Dù núi đao biển lửa, Khana cũng sẽ đến. Đa tạ yêu quân. Thượng tiên không cần cảm ơn ta. Giữa ta và Liễu Sao không cần nói lời cảm tạ. Ta còn có việc. Cáo từ. Chờ đã. Đa tạ. Chuyện này không thể nào do một mình Bạch Phượng làm. Phải mau chóng chữa trị vết thương do thần lực Diệu Linh gây ra. Mau chóng tìm ra kẻ gây rối tam giới. Đại lão, ông không sao chứ? Lão hủ vẫn khỏe. Quân thượng, bổn quân thu phục yêu tộc chỉ là vì hòa bình tam giới. Ngươi không đầu hàng cũng được, nhưng ngươi coi thường quy củ của yêu tộc, lại làm ra chuyện tập kích này. Hôm nay bổn quân sẽ bắt ngươi đền tội. Ta biết tạm thời ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi có biết người mà ngươi đang đối đầu là ai không?
Quân thượng, bốn yêu tộc lớn đã có ba tộc quy hàng với chúng ta. Trong nước ta xưng quân, trên đất liền ta cũng là dương. Thủ lĩnh của các ngươi đã chết, còn dám không thần phục? Bái kiến quân thượng, bái kiến quân thượng. Bạch Phượng, cô lại nợ ta thêm một món nợ nữa. Nợ ngươi? Nợ ngươi cái gì? Là Lục Ly nợ ta, là Lạc Ca nợ ta. Loại người như cô thì cả thiên hạ đều mắc nợ cô. Bạch Phượng giả mạo ta, ám sát tiên ông, còn giam cầm ta, mưu hại Lạc Ca thượng tiên. Nếu không nhờ có bạn thân giúp đỡ, ta đã tan thành tro bụi từ lâu. Mưu hại thượng tiên tội không thể tha. Mưu hại? Mấy người các ngươi có tư cách gì nói ta mưu hại y? Ít nhất ta sẽ không để hắn cố chịu nỗi đau linh lực xung khắc. Ta cũng sẽ không để hắn phải chịu roi xét. Thứ ta muốn chỉ là y yêu ta, quyền lợi, trách nhiệm, tam giới gì đó, tất cả đều chết hết đi. Dù là Lục Ly hay Lạc Ca, đều chỉ nên thuộc về một mình Bạch Phượng này. Có thể ác độc tới mức này, thẳng thắn và vô liêm sỉ tới thế thì ta cũng phục đấy. Quân thượng khác với bọn ta, vốn dĩ không sợ rời khỏi nước, nhưng có chết bỏng này, ta lắm chuyện hỏi một câu, là vì Liễu Sa cô nương phải không? Quân thượng, Liễu Sa cô nương không hề để tâm tới ngài. Ngài cần gì phải hy sinh cho cô ta tới mức này chứ? Vết thương ngoài da mà thôi, so với việc ta cứu mạng cô ấy thì chẳng đáng là gì. Không ngờ ưng yêu này lại ác độc như thế, bất chấp lấy máu quá thành độc, liều cả mạng mình cũng phải phế bỏ cánh tay của ngài. Có chữa được không? Lão thần chỉ có thể ngăn chặn khí độc, giữ lại cánh tay này của quân thượng. Nhưng linh mạch cánh tay phải của ngài chắc chắn sẽ hỏng. Sau này cánh tay phải không thể sử dụng linh lực được nữa, không thể tác chiến, e rằng ngay cả giật nặng cũng không nhấc lên được. Ra tay đi, ra tay đi, còn đợi gì nữa? Tu vi nghìn năm bị một nữ tử hủy hoại trong phút chốc, quân thượng vẫn thấy đáng giá ư?